Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong Mining phần 2, cập nhật thứ tư vừa ra mắt vào sáng ngày hôm nay. Hãy cùng xem nó sẽ có gì nha. Phải công nhận một điều là cái tựa game này cập nhật khá đúng giờ và cập nhật khá là thường xuyên. Giai đoạn đầu như vậy thôi. Về cái achievement của game thì mình sẽ có thêm hai cái badge mới. Vì hai cái này là yêu cầu các bạn mất thời gian chơi nhé, 500 tiếng và 1000 tiếng. Với 500 tiếng thì mình sẽ có 49.000 gem và hai cái lucky, super lucky boost, omega lucky boost. Còn chơi 1000 tiếng thì mình sẽ có ba lucky, tương đương mất 20 tiếng, 20 tiếng, 12 tiếng. Về phần rebirth shop này mình sẽ có hai cái, một cái tool mới, một cái backpack mới. Đó là Chaos, Chaos Bringer và Chaos Backpack. Ba lô là 8 triệu rưỡi sức chứa nha, 12.500 gem. Vũ khí là 22.250 gem. Về chỉ số cơ bản của nó chưa in trên bất kỳ cái gì. Đương nhiên nó sẽ thua cái này, Cosmos Scepter. Vậy nên hiện tại là trong video này mình sẽ không mua cái Chaos Bringer. Với lại có đủ tiền đâu, mở trứng 5 gem nguyền rủa kia hết trơn rồi. Thiệt ra bây giờ là cái gem mà các bạn kiếm rất là dễ, không có khó như hồi trước nữa. Và cập nhật 4 kỳ này nó cho chúng ta một cái factory, một cái nhà máy. Và nhà máy này có thể giúp các bạn biến đổi tiền trong game, biến đổi coin, biến đổi cyber token thành gem. Đây, một cái factory, một cái nhà máy. Mỗi người chơi sẽ có 3 slot với từng đơn vị tiền, từng cột mốc thời gian khác nhau. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng với số tiền tương đương. 10 phút, 25 phút, 1 tiếng, 2 tiếng với số cyber token tương đương. Và đương nhiên với những cột mốc thời gian này các bạn sẽ dùng robot để skip 119 nè. 119 nè. Ở đây mình sẽ treo 2 tiếng nha. 950 tỷ Cyber Token sẽ quy đổi tương đương 3.800 gem. Thì khi bạn skip đều có mốc 119 robot. Cái thời gian này ra cũng hợp lý ha. Nó bắt chúng ta phải chờ. Và số lượng slot này nó có giới hạn. Sẵn thì nói về cái Factory, mình sẽ có thêm một code mới của update 4 này, cũng tên là Factory. Rồi, nó cho chúng ta một cái boost, Lucky Boost trong 30 phút. Cập nhật kỳ này sẽ không liên quan tới thế giới mới nha. Bên Cyber Galaxy sẽ không có gì bên đó. Cái khu vực Gem Engine của chúng ta nó sẽ có thêm một cái nút Engine là Warp Speed, tăng tốc độ di chuyển của người chơi. Tại vì trong game này không có mau cưỡi, không có hoverboard. 415 gem lên 28, 950 gem lên 30, 1750 gem lên 32 và cái speed cuối cùng Warp Speed 5 tăng lên 34, 3500 gem. Rồi, và bây giờ chúng ta di chuyển nhanh như một cơn gió. Cái việc di chuyển nhanh như vậy nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể rút ngắn thời gian để rebirth. Về phần shop thì mình sẽ có một con pet mới, Kitsun Legendary, 899 robot. Sức mạnh mình không biết bao nhiêu, chắc mình sẽ không mua đâu, đợi youtuber khác review nha. Và nội dung lớn nhất kỳ này chúng ta sẽ có là season. Season này thì nhiều tựa game có rồi. Hồi trước chung admin với tựa game này là Bubble Gum, không biết là mấy chục mùa luôn các bạn. Công việc bạn cần làm là hoàn thành những cái challenge, những cái thử thách. Trong game này sẽ có hai thử thách, Daily Challenge, thử thách mỗi ngày, còn 5 tiếng nữa nè, sẽ reset nha. Và Quickly Challenge, thử thách theo mỗi tuần, đào 70 quặng Grummite, mở 15 con Best Legendary, đào 102 cái quặng Diamond. Một cái tip cho bạn đào quặng ấy, là cứ sử dụng những cái vũ khí nâng cấp Mask or Duplicator. Or Duplicator cuối cùng cho các bạn nhân 5x, tức là các bạn đào được một cục quặng Diamond, đào được một cục quặng Grummite, nó sẽ tính mình 5 cục. Nhiệm vụ nó kêu mình là đào 100 cái quặng Grummite đi. Trên thực tế, nếu bạn có một cái Or Duplicator nó maximum, chỉ cần đào 20 cục thôi, 20 x 5 thành 100. Trước khi vào quay video này thì tài khoản ranking 52 của mình chỉ chơi game đâu đó chưa tới 1 tiếng. Chưa tới 1 tiếng nha, là xong hết nhiệm vụ daily, cũng như là gần xong nhiệm vụ quickly nè. Nó kêu mình đào 290 cái quặng Grummite. Chưa để vào video cho bạn coi ấy. Đây mình có một cục nè. Ok, một là 5 nha. Một cục tương đương với 5 cục. Cái hang này nó rộng nhưng mà nó không có quặng Grummite. À đây có một cục này. Hai cục tương đương với 10 cục, ba cục tương đương với 15 cục. Một cục nữa, đâu rồi? À đây rồi, đây rồi. Như vậy là hoàn thành tất cả nhiệm vụ từ daily tới weekly. Phần thưởng kinh nghiệm này nó sẽ cộng với phần reward. Trong reward nó sẽ có hai cột, cột free cho tất cả mọi người và premium cho những người mua cái badge premium. Số tiền bỏ ra là 229 robot. Mấy tựa game khác cũng như vậy thôi. Thì với premium badge này nó cho chúng ta cái gì? Được quyền truy cập những phần thưởng đặc biệt trong cái cột này, cột bên phải nhé. Cũng như là riêng bản thân premium badge nó cho chúng ta thêm hai cái bonus, bonus thêm lucky 25%, cũng như là thêm một con pet nữa. Wow, trang bị thêm một con pet nè. Thời gian tồn tại của season này là 27 ngày, nghĩa là một season chúng ta có khoảng tầm 28 ngày để làm. Bây giờ bạn hãy cùng mình xem là những phần thưởng mình có gì nha. Chúng ta sẽ có Lucky Boost 10 phút, 600 gem, 800 gem. Ở cấp độ 4, chúng ta sẽ có một cái Season 1S. Thì cái trứng này nó sẽ cho chúng ta những con pet đặc biệt, nó gọi là con pet Season. Về trứng pet Season mình sẽ có 4 con pet thôi, 68%, 27%, 42% và một con pet Secret. Trước khi nhận phần thưởng này, chúng ta sẽ vào cái phần My Boost, Bub Lucky, Super Lucky. Ở đây mình thiếu Omega Lucky rồi, vô cái shop mua. 9.500 gem, trời ơi, một tiếng đồng hồ mắc dữ vậy. Ok, sử dụng luôn nha, Omega Lucky.
Tại vì lát kết thúc video này mình sẽ đi quay những con match khác. À nếu bạn không biết á, thì trong tựa game này đang có sự kiện nhân 2 lucky event nè. Thì bình thường nếu mà không có nhân 2 lucky event này thì cái chỗ này sẽ là 1 phần 19.000 mấy á, à 18.800. Còn bây giờ đang có sự kiện nhân 2 lucky event, vậy nên nó là 1 phần 9.410. Rồi, trứng đầu tiên, chúng ta có một cái con common. Con này nhìn mặt ngu ngu sao ta? Tuy là mặt ngu ngu nhưng mà sức mạnh khá là ok. 1250 dam, 950 tiền, nhân 580 cái cyber token và nhân 150 speed. Như vậy nó mạnh hơn con Mixing 404 bình thường nha bạn. Và nó mạnh hơn cả cấp độ Shiny. Con Best Season này ngon ấy. Thì nếu hôm nay các bạn chơi Season, hoàn thành Daily, hoàn thành Quickly là các bạn có thể lên được cấp độ Season thứ 13. Ok ha, 45 phút nè, 1700 gem nè. Super Lucky Boost 15 phút nè, 1300 gem, 900 gem, Lucky 20 phút. Trứng thứ hai của mình, Season 1, con gì? Đây, lại là nó rồi. Trứng thứ ba, Legendary rồi. Yes. Ôi con này quen quen vậy. Nó giống con Terra Q nè các bạn. Nhưng mà nó tên là Hesarium. Do mình ra Shiny, trực tiếp một con ra Shiny. 3920, 3300, nhân 1,58.000 Cyber Token và nhân 480 Speed. Dữ dằn chưa? Mở ra Shiny luôn. Và trứng Season cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta có một con Chroma Whip. Tuy là rare nhưng rất là mạnh nha. 1410, 1110, nhân 620 và nhân 215 Speed. Và cho bạn coi về hình dáng của nó, đây là ba con best trong Season. Một con chó common, một con legendary Hesarium và một con ma rare tên là Chroma Whip. Thì với cái badge này các bạn có thể skip bằng robot. Một lần skip là 39 robot, tất cả đều đồng giá như nhau nha. Còn nếu bạn người chơi pay to win nhiều hơn thì bỏ 349 robot để mở khóa tất cả mọi thứ. Thì với cấp 20 này nó cho chúng ta hai con best đặc biệt, Dark Phoenix và Dark Berserker cho những người có premium. Thì đó là nội dung của video này, video điểm tin về cập nhật 4. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.